2,5 năm ở Al-Nass, tài sản của Ronaldo tăng thêm nửa tỷ đô. Tài sản của Ronaldo sắp bỏ xa Messi khi CR7 sắp gia nhập Al-Nass với mức thu nhập mà những năm đỉnh cao sự nghiệp anh cũng không dám mơ tới. Giám đốc thể thao của câu lạc bộ Al-Nass tại thành phố Riyadh, Saudi Arabia, Marcelo Zazala khẳng định chờ Ronaldo đến và ký hợp đồng với anh. Ronaldo và MU đã chấm dứt hợp đồng trước hạn theo sự thỏa thuận giữa hai bên. Vì thế Ronaldo đang là cầu thủ tự do. Về Al-Nass đầu quân 2,5 năm, Ronaldo có thu nhập 528 triệu USD. Một mùa giải Ronaldo thu nhập chừng 200 triệu USD. Ronaldo và Messi là hai cầu thủ bóng đá được Forbes chứng thực là tiệm cận tỷ phú, tức tổng tài sản và thu nhập của họ có giá trị tỷ đô. Nay về đầu quân cho Al-Nass với thời hạn 2,5 năm, tài sản của Ronaldo tăng thêm hơn nửa tỷ USD. Những năm tháng đỉnh cao, Ronaldo cũng không dám mơ khoản thu nhập cực lớn qua 2,5 năm thế này. Như chính giám đốc thể thao của Al-Nass và là đồng hương của Ronaldo, Marcelo Zazala nói, Ronaldo về đội là bộ mặt của quốc gia chứ không riêng gì câu lạc bộ. Al-Nass là câu lạc bộ lớn nhất, truyền thống nhất Saudi Arabia nên cần phải có một bộ mặt mới, phải được thế giới biết đến. Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử qua con số bàn thắng, anh ta luôn là hình mẫu của vận động viên chuyên nghiệp, biểu tượng của chiến thắng. Về cuộc sống ở Saudi Arabia nói chung và Riyadh nói riêng, Marcelo Zazala cũng giải thích nhiều ngôi sao thế giới cứ ngại đến đó. Nhưng khi đến rồi thì họ mới thấy cuộc sống nơi ấy thật tuyệt vời, thân thiện, hiền hòa và an ninh tốt, môi trường quốc tế đỉnh cao, kể cả cho đại gia đình Ronaldo chứ không riêng gì bản thân Ronaldo. Còn nói về việc chi khủng hơn nửa tỷ USD cho 2,5 năm hợp đồng của Ronaldo, vị giám đốc thể thao người Bồ Đào Nha của Al-Nass nói tiền bạc chẳng phải là vấn đề. Ronaldo đến để gieo vào luồng gió mới, tinh thần toàn đội, tìm chiến thắng, tìm lại ngôi vô địch cho Al-Nass. Marcelo Zazala cũng nói thêm, anh không được phép tiết lộ thời điểm Ronaldo ký hợp đồng với Al-Nass mà chỉ khẳng định việc liên lạc với Ronaldo đang diễn ra đầy hy vọng. Các câu lạc bộ lớn châu Âu đã không màng đến Ronaldo nữa. Inter Miami của đồng chủ tịch Beckham thì không có khả năng tài chính khủng để trả lương Ronaldo, thì rõ ràng Al-Nass là điểm đến đẹp trong tuổi hoàng hôn của Ronaldo.